Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Vù lúc này Tô Niên chừng mắt nhìn đám người chơi trước mặt, nổi giận lên vẻ mặt hung tợn, rất nhiều sâu bọ. Khà khà khà. Tô Niên bắt đầu tấn công đám người chơi, bọn họ hét lên. Tại sao quái vật uy phong thế này mà lại không bị đánh dấu là boss thế giới vậy? Lẽ nào sức mạnh của nó còn không bằng con sâu đen bẩn xấu xí kia? Bên đây vua Jun lặng lẽ bỏ đi mà đắc ý. Quả nhiên con rồng khổng lồ đó đã dồn hết sự chú ý vào đám người chơi kia, như vậy có thể tẩu thoát trong lúc chúng chiến đấu rồi. Nhưng Tô Niên liền phát hiện ra ngay quay đầu nhìn hắn, định dụ ta tới đây rồi chạy à, Ào Tô Niên liền nhanh chóng thi chuyển ngọn lửa rồng cực lớn vào hắn. Uỳnh, bùng, bọn người chơi chạy tán loạn, mau tránh đi, vù, trên mặt nước gần bờ xuất hiện một dương bạc lấp lánh. Vua Jun bị ngọn lửa của Tô Niên nướng chính xì khói kêu xèo xòe, xè. người chơi chỉ tay vào vua Jun lên tiếng, cái miếng lạp xưởng kia không lẽ là vua run sao vãi boss chết rồi một người chơi khác liền dùng thuật kiểm định để kiểm tra tô niên hắn tá hỏa lên không thể tin được mà lên tiếng sao có thể như vậy thuật kiểm định chỉ có thể trông thấy cấp bậc và chủng tộc đến cả kỹ năng và điểm yếu của boss ở đâu cũng không rõ mặc dù có rất nhiều vấn đề trong thông tin về vua run nhưng ít nhất nó cũng hiển thị kỹ năng của vua run mà chỉ tay vào tô niên bay trên cao mà kinh ngạc khoan đã các ngươi xem phía dưới rồng đen có thanh máu kìa chết tiệt sao lại có thanh máu dài vậy chứ? một người kiên quyết hét lên kêu gọi mọi người không phải sợ vua jun đó bị chúng ta đánh cho cạn máu rồi mới bị rồng đen giết chết trong tích tắc vậy chỉ cần có thanh máu sớm muộn gì nó cũng sẽ giống vua jun bị chúng ta đánh cho kiệt máu mọi người theo ta đi giết nó tên cầm súng liếc nhìn bọn họ cắn răng suy tính một đám ngu xuẩn bây giờ quyền giết boss thế giới đã bị boss rồng đen hách rồi giờ hy vọng duy nhất là giữ được phần thưởng trong dương báu chi bằng nhân lúc đang loạn chạy trước vậy tôn niên bay xuống quay lại phun lửa vào họ vậy phải xem đám người chơi tinh nhuệ các ngươi có bản lĩnh thế nào uỳnh ngọn lửa to lớn phóng xuống chỗ đám người chơi tên tóc dài vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người đừng hoảng loạn đợt long tức này chúng ta phải cân được người chơi mục sư ở dưới nước đứng im các ngươi chỉ cần lên giáp nâng máu cho chiến sĩ thôi một khi long tức quét qua sẽ đâm thẳng xuống nước uỳnh tô niên bay đến chỗ hắn tên tóc dài đứng kiên định hô lên chỉ huy điếm số ba hai một hắn lo lắng ho to phóng ào 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 lập tức xuất hiện xiềng xích quấn lấy tô niên tên tóc dài mừng rỡ hay lắm, điểm hệ thống hiện tại 51.916, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 300, độ hảo cảm của Della không. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.